Tuyền xin chào quý chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh của Kim Tuyền Hà Nhật Bản nha. Hôm nay Tuyền lên được 48 số. Đây là tất cả các số trên màn hình. Video hôm nay ha, buổi khoan gia đình nè. Rồi, cái hình thức thanh toán á, đây nếu mà ship sale đây nhận hàng thanh toán á, thì cô chú anh chị mình thanh toán thêm tiền ship ha. Còn nếu mà đơn 300 trở lên á, chuyển khoản thì Tuyền sẽ bao ship. Rồi bắt đầu số 1 hôm nay dao ghép, hôm nay có mấy bộ dao ghép luôn. Đây con này nó dao ghép mà xếp nè. Mấy cái thép này thì bán dữ lắm luôn. Cái găng, cái cưa nè, quá trời cưa bán luôn á. Đây nè, cái cưa này nếu anh mấy năm chú làm vườn giống như cưa ngắt vậy đó. Này nó cây cưa đường được 8,5 nè. Dao cũng vậy ha. Mấy cái lưỡi cưa lưỡi này bén ghê luôn. Nè, đó, khi mà mình cần thì mình xài một cây này. Đây lưỡi của nó nè. Mà hàng bãi á nó xét xét vậy đó. Ủa, nó tối tối gì đó nhưng mà nó bén lắm ha. Rồi, số 1 ha, số 1 140.000. Rồi, số 2 là một cặp dao ghép luôn. Chữ anh chị em này nó hết rồi. Rồi số 2 ha, số 2 mình 200.000 luôn. Rồi số 3 cũng là dao ghép có hộp nha, nhưng mà này nó không có hộp. Có cây dao tay trái nè. Tay nghịch. Cái dao này đây nè, nó không có cái nắp, mất cái nắp nè. Cái này dao hàng đã qua sử dụng, anh mấy chú mình về mài lại nha. Tuyền không có mài, chỉ vệ sinh thôi. Đó. Rồi, số 3 là 200.000. Số 4. Đây. Số 4 một con dao ghép, con này như nó nằm trong bọc luôn nè, cái bao của nó nằm gì nè, nằm nhìn ố ố nó, tại vì nước mưa ha. Chữ anh chị dao này còn tem còn mạt luôn, dao lưỡi thì giống như là chưa xài vậy đó. Nó nằm trong nguyên cái bao như vậy nè đó. Cái dao này tổng thể của nó dài xém 20 ha, 19.5. Nó vậy rồi. Rồi số 4 nha, số 4 150.000. Số 5 cái lưỡi ga, một cái lưỡi dao và một cái lưỡi rìu. Cái này về mấy anh chú mình tra cán là xài luôn. Đó, cái lưỡi rìu ha. Cái này 10 phân nè. Ồ đúng rồi. Là một tấc á, một tấc 50 nè. Cái này 6 phân ha. 11. Rồi con dao này giống như một con dao đề ba nè. Có chữ anh chìm đây nè. Mà do nó bị rỉ á. Rỉ nhưng mà còn rỉ ngoài mặt thôi. Cái này mấy chú anh mài đã là ok ha. Đề ba một mặt nè. Lưỡi nó dài 15 á. Cái độ dày này chắc tầm hơn 4 ly. Rồi 4 ly mấy gần xém 5 ly á. Có rỉ nha. Cái này nè, nhưng mà chữ anh chìm đây nè. Chữ Nhật anh chìm. Rồi số 5 ha, số 5 là hai cái này. Số 5 250.000. Rồi số 6 là cây đục lỗ. Ủa? Đục dấu. Cái này
số 6, số 6 200.000 luôn. Rồi cái bộ này không biết tiền, không biết cái gì, giống như bộ đục hay sao á, đục mà đục khắc điềm kiển gì sao nè. Nó rất là bén luôn á. Đây nè. Cái mũi này nó giống như là này ha, cái đầu mũi này như đầu mũi hộp kim á, rất là bén. Đây nè. Ý là không có biết, không có mài nha, mà cái kiểu mũi hộp kim á. Cái này nó vàng. Cái này bao nhựa nó dơ, còn hai cái này nè. Thì không biết làm gì nữa. Da băng. Cái này chắc là giống như đục sủi hay sao á. Hai cái mũi này bén ghê. Rồi số 7 200.000. Này chúng nghề của mấy anh mấy chú thì chốt thôi chứ tiền không biết. Thì nó có gì luôn. Rồi số 8 là hai cái cảo. Cảo này cảo 65 ha. 65 là cao không ta? Đúng rồi. Còn bề này nó bề ngang đây nó rất rộng, cây này còn mới luôn nè. Hoạt động ok á. Rồi, một cái cảo kẹp dài này. Cây này là nó 50 nhân 150. Bề ngang 50, dài 150. Rồi số 8 ha, số 8 là 200.000. Rồi số 9 cảo luôn. Cảo chữ C. Ồ, đúng rồi. Cảo C, cái này hai một cặp này là 50 nè. Còn chén đầy đủ. Hoạt động ok. Cặp này là 50 ha, cặp này là bài này 75. Này 75 nè. Made in Japan. Một cặp 50, cái 75. Rồi số 9 200.000. Số 10 hôm nay là tiền soạn được một mã dít nha, một mã đầu dít á, dít xài cho cây bắn dít á, dít hai đầu á. Nay xài nay mấy anh mấy chú dặn cái này nhiều nhưng mà nó ít có lắm. Nó không có nhiều. Nè, mấy cái đầu của anh LED rồi vít xeo. Nó hãng nhiều hãng. Hàng đã qua sử dụng ha, nhưng mà mũi dít còn rất đẹp nè. Dít nhỏ nè. BH3, BH2. Đó. Rồi ha, số 10 là 100.000. Bó đầu dít. 11 hôm nay là từng soạn được hai bộ mở khoan nè. Mở khoan ha, cây này 10, 13 nè. Cái này 10. Cái này không thấy số. Mà lớn nhỏ nó khác nhau ha. Nó đều lớn nhỏ. Nay thực 2 bộ. Rồi số 11 ha, 100.000. Số 12 là cũng bộ mũi khoan luôn. Trời đất ơi, nó qua nữa rồi. 10, 13 nè. Cây này cây như 13. Ủa sao cây này nó 13 mà nó bự hơn cây này. Đó, lớn nhỏ đều nhau. Rồi số 12 là 100.000 luôn. Rồi 13 một bộ đục tay ha. Bộ đục tay. Bản đục này chắc 7,5. Cái bản đục này 7,5 ha. Cái chai chặt đục tay nè. Cái này 10 ly nè. Cái này nó còn đẹp luôn ha. Cái này nó quấn trong giấy luôn. Cái này nguyên bộ mấy cái này nè. Nó quấn giấy á. Sở hư mũi đục á. Cây 10 ly ha. Cây này 16 ly của cái gì đây? Mokuba gì. Cây này còn đẹp nữa. Rồi mấy cây đục nhọn. Cây này không biết đục hay là giấu gì. Rồi số 13 200.000. 14 mũi khoan gia đình á thì nó lộn xộn.
Cái bộ này thì bộ này nó lộn xộn là có mũi khoan gỗ nè, mũi gỗ 10 ly nè, với mũi khoan bê tông nè. Đó. Mấy anh mấy chú bác nào muốn có khoan gỗ, khoan bê tông luôn lộn xộn thì mình chốt bộ này ha. Mũi khoan bê tông nè, nó 2 3 mũi gì nè. Đây nè, 3 mũi ha. 3 mũi khoan bê tông lớn nhỏ. Đó, 3 mũi khoan bê tông lớn nhỏ ha. Gỗ nè. Rồi. Còn bao nhiêu là mũi khoan sắt ha. Đó. Mũi khoan sắt này lớn nhất của nó 10 ly nè. Rồi bắt đầu nó sẽ lớn nhỏ nó đều đều với nhau. Đó, chứ giờ mà đọc số từng số thì nó lớn nhỏ hết, đều số, có số nhỏ xíu luôn. Đó, mấy mũi nhỏ nè. Rồi, ai thích có mũi khoan gỗ và mũi khoan bê tông luôn thì mình chốt mẫu này ha. Rồi, số 14 là 200 nghìn. Số 15 khoan sắt nha. 15 khoan sắt không? 15 khoan sắt nè. Mũi lớn nhất của nó là mũi 14.5. Mũi 14.5 nè. Nói chung mũi khoan sắt gia đình này là mũi đẹp đẹp không à mấy anh mấy chú xài gia đình là ok. Đó, nó sẽ đều với nhau vậy. Đây ha. Nó đều nhau lớn nhỏ ha. Một mũi này bê tông nè. Đó rồi, lớn nhỏ nhỏ xíu luôn nè. Có mũi nhỏ xíu luôn, mũi này mũi nhiêu đây? Mũi 2.5 2.6 ly. Đó. Mũi nhỏ lớn nhỏ vậy. Dễ xài ha. Một combo 10 số 15 200.000, 200.000 là mũi khoan lớn nhỏ mình xài gia đình luôn. Rồi mũi Tago xài gia đình luôn. Cái này mũi Tago, cái này mũi lớn nhất này của nó là mũi nhiêu đây? 1/2 hả? Mũi này mũi 12. Đó, lớn nhất của nó 12, mũi rất là đẹp luôn nè. Cái mũi này là mũi 8. Rồi. Nhìn muốn lòi con mắt luôn vậy đó trời ơi. Mũi 8 nè. Mũi 6 nè. Nói chung là nó tiền khi mà tiền soạn á, tiền cũng soạn nó lớn nhỏ đều nó đủ số á. Cho mấy anh mấy chú mua một combo gì đó đủ số nha thầy. Đó. Đủ số không phải là gọi là đủ số nhưng mà nó có lớn nhỏ, có lớn có nhỏ. Nè mũi 3 nè. Mũi 4 nè. Mũi 3, mũi 4, mũi 6. Đó, lớn nhất của nó là 12 ha. Rồi, số 16, 200 nghìn. Số 17. Số 17 là cái mũi này là mũi 16 ha. Lớn nhất của nó 16. Đó, bác nào xài lớn nhất của nó 16. Rồi, cái này mũi này mũi 12. Có mũi thay gõ, mũi 10 nè. Rồi, có mũi phần nữa nha. Có cây phần nữa. Đó, 8 nè. Đó, cũng lớn nhỏ luôn. Có mũi nhí nữa nè. Đó, rồi, số 17 ha, số 17 là 200 nghìn. Số 18. 18. Đây, mũi lớn nhất của nó 14 ha. 14. Đó, cũng lớn nhỏ đều nhau nè. Lô mũi khoan này, mũi khoan Toro về rất là đẹp. Rồi, số 18 là 200 nghìn. Số 19. 19 mũi khoan ha. Mũi này chắc mũi 12, 13 gì đây. Cái mũi này là mũi 13.5. Em thui luôn á. Đó. Lớn nhỏ nè ha. Rất là nhiều mũi nhỏ để mình dễ tìm, tại mấy bác hay hỏi mũi nhỏ, tại mũi nhỏ xài gia đình đó.
Rồi số 19 200.000. Rồi số 20 này là mũi khoan gỗ ha, đầu chui lục giác. Cái này nó cũng cái này khoét lỗ vậy nè, này 22 ha. Mấy cái này gỗ phân nhôm nè, cái này phân nhôm phân này mũi 10.5 nè, mũi 13 nè. Mấy cái đầu mũi rất là đẹp. Mũi 7, mũi 8. Đó, mũi phân sắt nè. Phân gỗ nè. Rồi mũi 15. Mũi 10 nè. Rồi 10.5. Chui lục giác. Rồi số 20 200.000. Số 21, 21. Đó. Rồi cái này 12.3 Nachi ha. Nachi KSH XS gì. Đó. Thấy chưa? Đó, lớn nhỏ nhỏ xí xì xì cũng có luôn ha. Đó. Đều đều nhau. Dễ sử dụng luôn. Rồi số 21 là 200.000. Số 22. 22 mũi này là mũi 14. Một mũi bê tông nè. Đó. Xê xích liệu nhau Nachi. Rồi mũi nhỏ nè. Số lượng bằng nhau hết. Rồi số 22 là 200.000. 23. 23 mũi Taro. Mũi này là mũi 14. Lớn nhất 14 ha. Đó. Rồi tới dài xuống, nhỏ dài xuống. Rất là đẹp không? Rồi số 23 là 200.000 luôn. 24. 24 là mấy mũi khoét. Tiện biết này nó khoét gì mà nó có hộp kim nha. Cái này mũi hộp kim nè. Cái này chắc khoét gỗ, khoét thạch cao. Cái này nó có hộp kim nè. Đó, mấy mũi mà ố. Me, cái me của nó. Này 18 nè. 25. 20. 21. 17. Đó. Rồi số 24 ha, 24 là 200.000. 25 mấy mũi khoan đẹp. Mũi này là mũi 24 nha, của Nachi. Đây mấy mũi khoan vàng này thì thôi, như chưa xài, mũi này mũi chưa xài nè. Khoét. Khoan rất là ok luôn. Có mấy ông anh đó để em mua nè. Rồi số 25 ha. 25. 200.000. Quên để đo. Cái này dài 19. 26. 26 một cặp. Cặp mũi này mũi 13 nè. Mũi này mũi 15. Đâu rồi? Đúng rồi. Cái này mũi 15. Cái mũi này dài 22 năm luôn. Cái mũi này thì dài 20. Rồi số 26 là 200.000. Đó mấy mũi khoan nè. Bén ghê chưa? 26 200.000. 27. 27 mũi này thì dài 22 năm. Mũi này thì dài 24 năm. Mũi này mũi 15. Mấy mũi 15 thì mày mũi này như mũi chưa xài. Rồi cái mũi này nó chạy cái số rồi nên tiền không thấy nha. Chỗ này nó chạy số. Mũi con. Mũi khoan, cái đầu, cái lỗ mũi khoan rất đẹp. Đó. Nó chạy chỗ này thôi, mất số nên tiền không thấy số. Rồi số 27 200.000. Số 28. 28 mũi này là mũi 14. Mũi này là mũi 15.7. 15.7.
cái mũi 14 này dài được 22, cái mũi 15.7 này nó dài được 19 năm. Đây hai mũi rất đẹp. Rồi số 28 200.000. Đây bữa mấy anh chú nào kêu bán một cây trong ba nè, hôm nay Tuyền lên không lên hai cây ha. Mà tại hai cây này nó bằng nhau nên Tuyền bán lẻ để cho mấy anh mấy chú nào mà thích sử dụng có một cây á thì mình xài. Đó, số 29. 29 là một cây công ba ha. Công ba này dài. Ba này dài 150. Cây này cũng vậy luôn. Vệ sinh sạch sẽ hoạt động ok rồi. Số 29 100.000. Số 30 60m cũng vậy ha. Cái này 150 luôn. Đó, cũng vậy luôn. Đây. Rồi số 30 100.000. Số 31. Đây hôm nay Tuyền lên chỉ được có một bộ dũa thôi nha. Dũa hẹ không có nha mấy anh, mới dặn mấy anh mấy chú dặn dũa hẹ quá trời luôn mà không có dũa hẹ. Đây một cái dũa tam giác, mấy cái dũa này còn mới rất là bén luôn. Cái này hợp kim nè. Kim nhỏ xíu tam giác. Tam giác rồi vuông vuông, tròn vuông, tam giác rồi bầu nữa. Kiểu nào cũng có luôn. Dũa bén không à. Rồi, số 31 200.000. 32 hôm nay Tuyền soạn được hai bộ đầu tiếp ha. Đầu tiếp là đầu tiếp của 3/8. Tiếp 3/8 ha. Đây cái này đầu tiếp này cái bao nhựa của nó thì nó có chóc đây ha, sần nhưng cây còn đẹp. Chun quên ơi đâm gì đây nè, cái này nó hiện đại, cái là bấm cái nút rồi lắp vô, bấm cái nó gỡ ra, nó gứt ra ha. Giờ giật nó không ra nè, bấm nút cái nó gỡ ra đó. Cái 3/8. Đó, hoạt động ok. Cái này lớn, cái này á tiếp của nó lớn nhất cũng là 19. 19 đổ xuống 3/8. Cái này 3/8 và 1/4 nha. Đâu rồi? 19 17 nè. Mấy cái đầu tiếp còn rất là đẹp. 19 17 ha. Cái này hai cái đầu này dài 13 14 ốc dài nè, 13 14 ốc dài nè. Nó đủ loại hãng luôn. KTC nè. Rồi chôm Wanadum gì nè. Rồi ôi quá trời luôn, đủ đủ hãng. Cái này tháo Buri 21 cái gì nè. Cái này nó đủ số luôn á. Không phải. Trời ơi, nó nhiều quá giờ rối não. 19, 19, 17. 19, 17. Rồi cái này là 14. Ba ốc dài này bỏ qua bên đi, hồi tính đó. 14 ha. Cái này 13. Chết cha, có lộn không? Cái này hai cái 13 rồi nè, có lộn qua mâm kia không? Lộn một cái. Cái này hai cái 13 nha. Rồi em lấy ra một cục 13. Tại vì hồi lộn đó, sợ lộn cái mâm sau á. 13 rồi. Rồi 12 đâu má, lộn nữa rồi. Đây 12. 12 rồi 11. 11 rồi 10. Cái này của USA nè. Cái này phần 3/8 của Ultra luôn, made in Ultra luôn. Đầu còn đẹp luôn. 10 rồi 9. Đó. Cái này là xài tới 9 luôn. Chị xài tới 9 thôi. Cái bộ này là 3/8 á. Rồi cái này 13, 14, 2 ốc dài ha. Con ốc này ốc 10. Ốc 10 dài đầu đen luôn nè. Của
Omi gì đó. Đó. Rồi hai cái đầu nói ha. Hai đầu nói có chóc nước xì nè. Hai đầu nói. Cái này là 1/8, xài cho cần 3/8. Rồi xuống 1/4 là đầu nói ha, đầu nói xuống 1/4. Đầu nói 1/4 thì nó đầu nói nó xài 1/4 thì từ 10 ốc từ từ 10 ha, từ 10 đến 4.5 một cái đầu nói dài của 1/4 luôn. Rồi đây cần này xài cho 1/4 hoặc là xài đầu vít. Đây là cái đầu, cái đầu chuyển vít, cái đầu này xài cho đầu vít nè của USA luôn đó, xài cho tất cả mấy cái đầu vít này. Đây đảo chiều nha, cái này có đảo chiều đó, cần nhỏ, cái này cần nhỏ nè, hãng của nó luôn, nó nguyên bộ nó vậy. Cái này 13 chắc sợ lộn bên kia rồi. Đó, rồi số 32 ha là 500.000. Rồi 33, đây cái mâm này. Mâm này cũng 3/8 luôn ha. Cái gì hãng gì nè. Da băng. Cái này thì không có bấm, cái này mình nhắn vô. Hoạt động ok. Đây nó có một cái đầu nói thôi. Hero. Rồi ốc, ốc dài để coi tiền coi ốc dài nha. Ốc dài 15 16 13 15 6. Chỉ có một con ốc dài 13 là 22 13, còn đây nè. 19 nha, lớn nhất của nó cũng là 19, 19 17. 17 rồi đây là 16. Đây ha, 16. Đây là 15. Rồi 14. Cái này nó liền số. Mỗi cái nó khác nhau. 14, 13. 13, 11. Cái này 12 nè. 12, 11. 10 nè. Cái này là cây 10. Rồi. Con 8 đâu? Con 9. Đây là con 9, đây là con 10. Nhất cái đầu chưa? Còn là muốn khùng ba trận luôn á. Đó, đây là xài vào cộng 1/8 tới ốc 8, xài 1/8 tới ốc 8. Còn 1/4. Nó có một cái đầu nói số 1/4 ha. Đó, cái đầu chuyển số 1/4. Hoặc là mình xài cái cần này, cái cần này mình xài cho 1/4 luôn. Cái này có đầu vít luôn. Đó, cái này gì vít vít BH1 nha. Vít H1 nè. Còn đây là vít H2. Đó. Hai bộ nó khác nhau. Và ai muốn xài cái nào thì chốt. Đó, 1/4 nó cũng xuống, nó có một cái đầu nói. Cần này thì không đảo chiều nha. Đó, xài mấy cái đầu vít nè, đầu lục giác ha. Đó, có một đầu lục giác 8 luôn nè. Đó, BH1 và BH2 nè, BH thông dụng luôn ha, bộ của nó. Rồi lục giác 4 nè. Đó. Thông dụng không, còn cây cây 8, hai cây 8 luôn, một cây 8 tròn, một cây 8 này luôn nè. Rồi một cây trừ ha, trừ 7 luôn. Đó. Có một cây ốc dài 13. Rồi, số 33 500.000. Bác nào thích ba mâm nào chốt mâm đó. Rồi 34, 34 là vít nha. Vít cái này là vít vít rụng giác, đầu vít rụng giác. Đầu bô lông, tháo mấy cái đầu tiếp này thì nó từ 12 đó. 12 xuống tới tới 5. Đó, nguyên cái này của nó nè. Đó. Nghe cái này của nó ha. Còn không thì mình xài cho cái đầu này qua vít. Chỉ gắn vô là xài vít thôi. Đó. Cây này cầm chắc chắn là dặn ok ha. Rồi cái bộ này vít, vít nhỏ nè, vít đồng hồ á nè, lục
Rồi số 34 200.000. 35. 35 này cũng vậy ha. 35 cây này cũng vậy nè. Cái này lớn nhất của nó cũng là 12 ha, 12. Và nó có một cái cần 12, 11, 10. Ốc này nhìn chắc chắn ghê. 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nó giỡn thôi chứ này nó có 5.5 mà. 5 nè, 5 và 5.5. Rồi dít. Hoặc là xài cho cây cây gặt gù này. Đó. Gặt qua, gặt lại. Rồi. Số 35 200.000, vừa dít vừa đầu tiếp đó luôn. Bác nào mà xài gia đình nhỏ nhỏ thì mình xài cái đó. Rồi bộ dít ha. Cái bộ dít này cây BH2 này quá trời dài nè. Cây BH2 này dài 39 năm luôn. 39. Bộ dít nè, dít này là dít đã qua sử dụng nha, nhưng mà dít còn rất là đẹp. Cái dít nè. Rồi một cây dít về, dít trừ. Còn tem luôn á. Rất đẹp. Rồi cây này cây gì đây? Made in Gia Băng nè. 7, ốc 7 hả? 7 x 125. Ủa đâu phải, cái đầu này giống như xài đầu dít mà. Y bậy rồi. Ê, bỏ bộ này đi. Để bộ này, tại bộ này gắn cái đầu cán dít, đầu dít bự nè. Từ nãy tiền xe ý tưởng đâu tháo cái đầu ốc, ốc 10 không à. Ủa tháo tưởng đâu tháo đầu 7 nhưng mà không phải, này gắn đầu dít. Rồi, cái này BH3 nha. BH3, BH2, BH2 và hai cây BH2, cây BH3 và cây dít dẹp. Không biết sao nữa. Bỏ cái này ra đi ha. Rồi. Ai lấy thì lấy 200 luôn. Rồi bỏ, nếu mà bỏ cái đầu dít ra thì trừ tiền lại. Dít cái đầu quá. Rồi 37. Tại cái dít nó gắn vô mấy cái đầu dít kia sợ không có. Để gắn mấy cái đầu dít kia. Rồi kéo. Kéo đây. Đó, cây này rất là bén nha. Cây cắt cành này rất là bén nè. Một cây tỉa. Tỉa này nè mấy anh mấy chú, giờ mình gắn cái vô ha, cái đồ gài lại. Rồi một cái cắt cành. Trời cây người ta có gài mà đi ấy, giống khùng ghê. Cái này có tem đây nè, mấy chốc tem à. Mấy cây này dài 18, cây này dài 20. Rồi số 37 là 200.000. 38. Cây này cây kéo cắt cành. Cái này cán đỏ mà nó mắc cái cán trắng đỏ mà nó mắc cái cán này người ta sơn á. Nó bỏ nó tao không. Cây này dài 20 ha. Còn hơi rít. Lưỡi rất là đẹp, lưỡi còn to và đẹp luôn. Cái này là cán trắng đỏ bên đó mà nó mắc, nó tháo cái bao da ra nữa. Rồi một cây kéo tỉa. Kéo tỉa này có rỉ. Có rỉ lưỡi nè. Không mẻ nha. Nhấp rau rất là bén. Hồi nãy tiền tỉa rau nó bén. Rồi số 38 là 220.000. Số 39. 39 nè. Một cây kéo ARS ha. Đó. Kéo đã qua sử dụng, hàng cũ nha. Trời đất ơi, ông cố nào ông tra cái dây ông nội xấu.
số bà cố luôn. Mà công nhận cha kỳ công thiệt, chọt cọng dây chuyền qua đây rồi câu cọng dây xuống đây, thánh thần à. Đó, đọc chưa, không nghĩ ra là ông cha được cái đây con lưỡi kéo còn bán, con nhầm này xíu. Ngồi cha thiệt tình luôn, uống đồ dữ lắm luôn. Trời ơi, cộng với chị bằng đồng nữa nè ông nội. Rồi một cái kéo tỉa, mấy kéo tỉa đừng bén lắm. Rồi số 39, 39 là 200.000. Số 40, một cây cưa xếp và một cây cưa ngách của Tajima nha. Cây này của Tajima, lưỡi cưa, lưỡi cưa nó bị ngay cái mũi này nấy xíu ha, còn lưỡi trong đây thì còn em xin. Cái này vũa lại với cán còn đẹp. Cái mình mày chú mua cái cưa này về á, bố mình thay lưỡi được nha. Đó, tháo ra mình thay lưỡi thôi. Cưa này cưa dài à, cưa này còn cứng ghê á. Cưa này lưỡi lưỡi 21, tổng thể của nó dài 43 năm. Rồi cây cưa ngách, trời cây cưa ngách, cây cưa ngách lưỡi cưa còn bén luôn á, mà nó mỏng dính gì, cán không đẹp, cán không đẹp nha. Lưỡi này lưỡi 21. Rồi số 40, 170.000 một cặp này. Số 41, 41 là một cây kéo tỉa hàng rào có trợ lực. Đó, kéo này lực lắm luôn, còn bén nè. Rồi một cây kéo tỉa, đó, kéo. Kéo này dài 17. Rồi số 41 là 220.000 cặp này. Số 42, 42 cây kèm này kèm gì tiền không biết luôn. Để chốc nó xì miếng. Kèm này kèm lạ nha, độc lạ, cái mỏ như mũi mũi dịch vậy, mũi chim mà bén lắm, hình như là giống như là nó bấm lỗ nè. Đó, cái này từng chưa bấm giấy đưa lòng bìa rồi. Nhà thì thiết với to không có chứ lòng bìa thì đậy. Đó, thôi rồi sao mắc miếng giấy đây rồi, giống như là nó bấm lấy dấu vậy á. Đó, cắt đứt luôn á, tại dưới miếng giấy này nó dưới miếng giấy cắt đứt. Cái này chắc mấy anh nói chú cắt thiết rồi được nè. Đó, quá trời bén luôn á. Đó, độc lạ thiệt, không biết nó làm gì luôn. Rồi số 42, 180.000. 43, 43 hôm nay kìm, một cây kìm nhọn nè, một cây kìm nhọn, mấy này xây 16, 16 hết. Đây, găng ok. Rồi bén ngót luôn. Một cây kìm cắt xéo, em. Rồi cây kèm này, cây kèm này, cây này vừa cắt điện vừa tuốt dây điện nè. Cái này của USA nè, mini, quá trời bén. Trời ơi, cắt mạnh xuống đứt luôn rồi má, tuốt gì nữa, cắt hơi hơi thôi là tuốt ra là ok. Bén dữ dằn mấy cây cây này á. Rồi số 43, 200.000. 44 là một cây kèm mổ quạ. Cây này của BTC gì đây, còn rất là bén luôn, găng nè, găng còn rất là đẹp, ngoại hình cũng đẹp luôn. Cây này size 250 á. Rồi một cây kèm cắt luôn nè, made in của ta luôn nè,
này cắt dây điện rất là nhỏ sao đó nè, 16, 18, 20 bén ghê luôn, sớt đó, sâu hơn nữa nè, ngon lành. Rồi số 44 là 200.000, số 45 một cây kim cắt xéo, cây này nó có dấu nhiễu trì với một cây tuốt điện ha, tuốt điện chỗ này. Rất là bén nha. Cái này nó chưa ảnh hưởng gì tới cái lưỡi luôn. Chỗ này có cái dấu nè, nó chưa dấu là không có mẻ vô tới lưỡi nha. Rất là bén. Rồi một cây cắt có trợ lực 150. Vừa cắt điện, vừa tuốt dây điện. Rồi có găng luôn. Rồi cây này của Top, cây mẫu quả của Top nha. Này dính dơ nè, dính đất. Xe 250. Rồi số 45 200.000. 46 một cây mẫu quả rất là đẹp, xe 250 luôn, hiệu gì Tuyền không đọc được. Mới ken luôn. Cái này nó xương cá, kiểu xương cá nhìn nó chắc chắn hơn. Rồi số 46 140.000, bao da cũng còn đẹp luôn. 47 là một cặp đuôi chuột. Cây MCC, cái này MCC 14 17. Cây này đẹp nè. Ồ, găng quá trời đẹp. Quá đẹp. Trời ơi, tạt. Găng đẹp lắm luôn. Rồi cây này là 21 của KTC. 21 và 10 17. Đó, quá trời đẹp chưa? Rồi số 47 200.000, 48 mã số cuối cùng là bộ rột sủi. Rột sủi bữa nay nó mười mấy cây nó không đủ cho nên là 101. Đây mấy cái bộ sủi. Đó, mấy cái lưỡi còn bén và đẹp. Bộ điêu khắc nè, các chú dặn mấy bộ này nhiều quá mà nó không có đủ. Đó, rồi số 48 110.000, kết thúc video ngày hôm nay luôn. Tuyền xin cảm ơn mọi người đã xem kênh, ủng hộ xem kênh, mà thấy thích cho Tuyền xin một like ha. Và ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để cập nhật video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.